Tối 29 tháng 5, lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quyết định thưởng nóng số tiền 200 triệu đồng cho đội tuyển nữ vừa giành chức vô địch giải MVC Challenge Cup. Trong những ngày tới, có thể mức thưởng dành cho các vận động viên sẽ tăng cao hơn. Những khoản thưởng tiếp theo có thể đến từ nguồn xã hội hóa. MVC Challenge Cup thu hút được sự chú ý lớn của người hâm mộ. Màn trình diễn của tuyển Việt Nam tại giải làm hài lòng khán giả. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đánh bại Kazakhstan sau 3 hiệp với tỷ số 25-20, 25-22, 25-22. Đây là năm thứ hai liên tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi hậu ABC Challenge Cup. Nhìn chung, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để lại nhiều ấn tượng ở ABC Challenge Cup. Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự FIVB Challenge Cup 2024, giải đấu cấp độ thế giới vào tháng 7 năm 2024, cũng tại Philippines. FIVB Challenge Cup 2024 có sự tham dự của 8 đội bóng, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Đây là giải đấu quan trọng xác định đại diện tham dự Volleyball Nations League VNL. Các đội bóng đang dự VNL sẽ không thi đấu tại FIVB Challenge Cup 2024.